Kha với lại là bạn này sắp bàn giùm anh trước nè. Bỏ vô. Rồi. Mọi người xếp rồi, cái mọi bàn. Người ơi, bây giờ mình thiết kế lại bối cảnh theo anh Duy nha, tất cả tập trung nha. Mình và Duy nó như là hai cái mảnh ghép lạc nhau ở đâu đó. Long Chun thì sẽ lên một cái sườn và Duy sẽ full fill trong cái sườn đó và gọt cho cái sản phẩm nó đủ màu sắc của cả hai mentor. Bốn cô Trinh vô đây dàn dán giùm Duy trước nè. Bốn cô Trinh bốn cô Trinh đâu, mọi người tập trung nào. Điểm mấu chốt trong sản phẩm lần này mà Duy muốn dựng ra đó là cái việc hình tượng hóa một trong những cái nhân vật mà anh Long Chun làm rất là viral ở trên mạng xã hội, đó chính là cô Trinh. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Ngoan cô Trinh yêu, cô Trinh thương. Không ngắt. Ngoan cô Trinh yêu, cô Trinh thương. Duy vẫn sure rằng Long Chun là một người rất lê thê trong quá trình mà làm kịch bản. Là những bạn thí sinh trong team Duy cũng phải cố gắng nắm thoại. Nhưng mà Duy nghĩ tới với cuộc thi thì các bạn cũng phải tự thử thách chính mình. 3, 2, 1. Thế rồi mà vẫn còn không chịu ăn nữa là sao? Rồi, follow hai bạn nữ giúp em. Hiểu không mọi người, hiểu không? Nè, em bị lệch khỏi chồng em rồi nè. Ngày hôm nay thì Đan Chi xuất hiện trên hình khá là nhiều. Mọi người dành spotlight cho Đan Chi. Đến như vậy rồi mà vẫn còn không chịu ăn nữa là sao? Rồi, đi hai bạn nữ. Sự thành bại của video này nó có thể gọi là nằm trong tay Đan Chi. Nhưng đấy chỉ là câu chuyện của những ngày xưa thôi. Rồi. Không cần gọi là ép ăn. Tụi nhỏ chỉ thích ăn những thứ mà chúng muốn và cảm thấy ngon thôi. Đây là lần đầu tiên mà Đan Chi diễn. Mình đâu có làm diễn viên đâu, mình là MC, mình là người mẫu. Áp lực lắm luôn ý. Đâu Phúc đâu? Phúc đây, vô đây nhanh. Thì má này chạy bọc ra đây luôn, chạy cầm một bọc hấp người xuống thì tôi bảo cái set này luôn. Thứ mà Duy thiếu trong quá trình lấy team của Duy thì anh Long Chun đã hỗ trợ một cách rất là đầy luôn, thậm chí là dư. Em cứ như này, Paul mới về. Cứ đỡ thôi. Tất cả mọi người đều đang hiểu có hai vi là mắt hay bị nhìn theo máy lắm nha. Mà mình chưa quen với góc máy hay là mình chưa canh được là máy đến thì mình sẽ như thế nào? Hào hứng, 3, 2, 1, thôi. Chưa, Vi lại sớm. Cứ hào hứng đi, khi nào Duy nó bảo thâu thì từ đang từ cái hào hứng. Đúng rồi. Hiểu không? Cứ hào hứng rồi. Giữ yên luôn, nhìn ở đây hoài luôn. Thôi.